Nếu như anh chị và các bạn đang loay hoay không biết sử dụng sản phẩm gì để trang trí cho những bức tường ẩm mốc trong không gian gia đình mình, thì đây là một sản phẩm rất là hữu ích và rất là tiện lợi để anh chị có thể tham khảo và sử dụng sản phẩm này cho gia đình mình ngày hôm nay mà không phải mất nhiều tiền hay chi phí để tìm kiếm sản phẩm khác bên ngoài nha anh chị nhé. Và sản phẩm này mỗi khi lên hình thì tôn lên vẻ đẹp sang trọng, mỹ miều, quý phái, tinh túy nhất thì được thể hiện lên những cái tấm xốp dán tường 3D hoa văn bông chám này. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả anh chị mẫu sản phẩm vô cùng độc đáo và đặc biệt trong những năm gần đây, và đặc biệt là trong năm 2021 được bên trang trí nội thất 3D bán chạy nhất và mang lại doanh số nhiều nhất cho cửa hàng, là mẫu xốp dán tường 3D hoa văn bông chám như em đang quay cho mọi người xem đây mọi người nhé. Và mọi người đi ngang thấy em chia sẻ video này hữu ích và hay thì hãy nhớ đăng ký và bấm chuông để theo dõi những video hay hơn mà khi bên em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày nha anh chị nhé. Đây như mọi người đang thấy thì đây là một sản phẩm nó rất là đặc biệt, bởi vì những cái đường nét thiết kế nó rất là tinh tế và tinh xảo. Đấy, và giá thành thì nó rất là rẻ luôn anh chị ạ. Bởi vì trong video này thì em quay rất là ngắn, thế nên em không thể nói rõ giá ở đây được. Chính vì thế anh chị nào muốn tham khảo giá sản phẩm này thì liên hệ ngay đến hotline 0972 584 331 để có thể tham khảo về những cái mức giá của sản phẩm này nha anh chị nhé. Đấy, những cái đường nét thiết kế của hoa văn bông chám nó rất là đẹp, rất là long lanh. Sản phẩm này thì phù hợp cho tất cả những cái bức tường và bức trần ẩm mốc xấu xí, cũ kỹ muốn cải tạo mà anh chị không có nhiều kinh tế để sử dụng những sản phẩm cao cấp, thì đây là một sản phẩm phù hợp nhất trong năm 2021, thời kỳ dịch bệnh Covid-19 và anh chị đang rất là thiếu thốn kinh tế, nhưng mà do những cái bức tường ẩm thì anh chị phải làm, thì hãy sử dụng sản phẩm này ngay hôm nay để tiết kiệm được nhiều chi phí để sử dụng vào những việc khác nha anh chị nhé. Đấy, đây là màu trắng anh chị ạ. Những cái đường nét lên nó rất là sang trọng, hài hòa, và chấm điểm 10 cho sản phẩm này. Đấy, anh chị nào đi ngang thấy video này em chia sẻ hay thì hãy nhớ đăng ký nha anh chị nhé. Hãy nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi nhiều video hay hơn. Đây là quá trình bên em đã thi công xong sản phẩm lên tường đấy anh chị nhé. Từ thực tế cho đến thi công thì nó rất là mượt mà. Chấm điểm 10 cho sản phẩm này nha anh chị nhé. Sản phẩm số 1 hiện nay trên thị trường thì về giá cả, về giá thành thì nó rất là rẻ. Em cam kết thì không sản phẩm nào có những cái mức giá phù hợp và cạnh tranh như sản phẩm này. Thi công chọn gói cho tất cả không gian gia đình, phòng khách, cho những cái bức tường ẩm mốc sập sệ mà chi phí nó rất là rẻ, và chưa đến 2 triệu thôi thì anh chị có thể làm tất cả những cái bức tường cũ kỹ ẩm mốc trong không gian gia đình anh chị nha anh chị nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây là những cái thiết kế được thiết kế bên dưới chân là màu vân gỗ kem, và đi kèm bên trên là màu xốp dán tường 3D màu trắng, nó rất là sang trọng và hoàn hảo, không thể chê vào đâu được cho sản phẩm này. Anh chị hãy chia sẻ video này đến cộng đồng mạng để nhiều người biết thêm những sản phẩm mới lạ và độc đáo này nha anh chị nhé. Trong nền công nghiệp cách mạng công nghệ 4.0 thì đây là một sản phẩm thiết yếu anh chị không nên bỏ qua để sử dụng cho gia đình mình, để có thể tiết kiệm được chi phí tối đa để sử dụng kinh tế để vào những cái việc khác nha anh chị nhé. Như anh chị đã biết thì nền kinh tế hiện nay trong năm 2021 là một nền kinh tế rất là khủng hoảng do dịch bệnh Covid-19. Anh chị không có nhiều tiền để có thể sử dụng những sản phẩm cao cấp thì đây là một sản phẩm anh chị nên sử dụng cho gia đình mình hôm nay. Đấy, rất là rẻ luôn. Sản phẩm này thì giá thành rất là rẻ nhưng mang lại độ thẩm mỹ thì nó rất là cao. Đấy, anh chị có thể chiêm ngưỡng một lần nữa về vẻ đẹp của nó mang lại. Không gian thì rất là sang trọng khi sản phẩm này lên hình nha anh chị nhé. Và đây là sản phẩm mang tên xốp dán tường 3D hoa văn bông chám. Anh chị có nhu cầu sử dụng sản phẩm chính hãng giá rẻ mà mua với giá tại kho thì hãy liên hệ ngay đến hotline 0972 584 331 để được sở hữu sản phẩm chính hãng chất lượng nhất mà được bên trang trí nội thất 3D đang phân phối độc quyền cho sản phẩm này trên thị trường. Đấy, rất là đẹp. Và sản phẩm này thì có kích thước 70 x 70 là gần nửa mét vuông một tấm này. Anh chị hãy đo kích thước chuẩn chỉ để mua sản phẩm, tránh dư thừa vật tư, tránh lãng phí kinh tế cho gia đình mình nha anh chị nhé. Là điều rất là quan trọng. Nếu như anh chị không biết tính vật tư thì hãy báo cho bên trang trí nội thất 3D để anh chị có thể được tư vấn và tính vật tư một cách chính xác và chuẩn chỉ nhất. Tránh cái trường hợp anh chị mua nhiều vật tư về thừa lãng phí thì không biết dán vào đâu. Chính vì thế khi anh chị bỏ đi thì nó rất là lãng phí cho gia đình mình.
Đấy, những cái chi tiết, những cái đường nét thi công nó rất là sang trọng, tỉ mỉ, được bên trang trí nội thất 3D thi công. Đấy, anh chị xem video này thấy em chia sẻ hay thì hãy nhớ đăng ký và bấm quả chuông bên cạnh nút đăng ký để theo dõi nhiều video hay hơn nha anh chị nhé. Và em xin phép khép lại video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong video tiếp theo. Chúc anh chị có ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Xin chào.